Giao lưu với anh em một cái rễ mai quái anh em nha. Rễ mai quái, cây cực kỳ là quái luôn anh em nha. Rồi xây vòng chị, cây cũng rất là quái anh em ơi. Từ từ thôi, từ từ. Quay hai tay đi, quay hai tay, từ từ thôi. À, thấy, anh em thấy co, co lắc dữ dội lắm anh em ơi. Quá dữ ha. Đó, như sợi dây anh em. Đó, cái mình cây này. Đó, co lắc 3D anh em nha. Cây lắc 3D anh em. Lắc 3D dữ dội lắm anh em. Đó, rất là rẻ luôn. Chỉ có 1.000k bao ship anh em nha. 1.000k bao ship anh em. 1.000k bao ship nha. Về ủ chồng anh em nha. Quá dễ ha. Đó. Cây quá đã. Cây này một cái quan độ ok anh em ha. Tiếc là giữ không được cái bầu anh em ơi. Giữ không được đá quá. Giữ không được cái bầu. Đó, cái đồng công nè. Cái đồng công nó ok anh em ha. Đó, cái đồng công dữ dội luôn. Quá quái, cây rất là quái anh em ơi. Vừa cái chậu luôn, hai cái chân nó ra nó vừa chậu luôn, không có xa mấy. À, hai chân nó ra khoảng có 40 anh em. Không có xa mấy. Đó. Rồi, 1.000k bao ship anh em nha. Trời thấy nhân quần quá hay anh em ơi. Rồi, chân thành cảm ơn để anh em đã xem nha. Rồi, cảm ơn anh.